Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay mình thử, thấy trên mạng người ta đặt ếch ngon quá, mình thử mình làm có hai cái bẫy, mình đem ở đây mình đặt thử coi nó có dính không nha các bạn. Đó, mình quay sơ lược cho các bạn cái chỗ nè. Mới ra mà thấy trong bờ nó nhảy ra lúm túm, thấy ham luôn á. Con nào cũng nét to lắm các bạn. Để mình cũng đặt thử coi có dính không vậy. Mình quay, mình bắt trước, mình cũng làm lợp như ở trên mạng, mà mình làm có hơi khác một chút nha các bạn. Đây cái lợp của mình đó, mình thử mình làm hôm kiểu này cái nói làm sao đó, mình làm hôm cho nó dở lên gì đó, nó vô là nó dở lên gì luôn à, bạn thấy rõ không? Đây. Đây nó nhảy vô là nó vô này luôn. Rồi bình thường tự động nó rớt xuống nha các bạn. Thử cái này mình thí nghiệm thử coi nó làm sao. Đây. Đây là mồi của nó nè các bạn. Mình làm được hai cái nha. Đó, để mình thử mình đặt đó. Quá trời hết luôn. Cái này nó nhảy ghê lắm đó à. Các bạn đây. Nhà tấm thấy ghê luôn đó, nhiều quá lắm các bạn. Mưa nè, thôi ngày để mình đặt hay quá. Giờ là 4 giờ chiều rồi. Rồi đây cũng là cái đầu tiên nghe các bạn, mình bỏ mồi đồ vô, cái cũng nhổ cỏ đồ trang tí cho nó bớt nhát nha các bạn. Rồi đây là xong cái thứ hai này các bạn, mình có hai cái à, để đặt ngày mai sáng mai dở cái nó làm sao, nếu mà hàng ngon thì mình làm tiếp nữa. Thôi để mình về các bạn. Đây cái mùi dầu ăn nó đẩy nước đi nữa không các bạn, thấy không? Rồi bữa nay sáng nay mình đi thăm bẫy nha các bạn, vì mất có việc nên mình đi thăm cũng hơi trễ, mà cũng hồi hộp lắm, rồi không biết có hay là không này. Mới ra cũng thấy nó nhảy tùm lum đây nè các bạn. Từ từ mình ra mình coi kìa. Có rồi các bạn ơi, được hai con, trời nó nhảy tưa lưa luôn. Thấy ham thiệt chứ, hai con to thật là to luôn. Trời ơi nó bự, da nó đen mà nó già con hết. Ơi đã thiệt các bạn ơi, vậy là mình trúng mánh rồi. Rồi làm hôm này là cũng được nghe các bạn, vì là có kết quả rồi đó. Rồi mình qua mình thăm cái thứ hai nha các bạn. Coi cái thứ hai kìa có không. Rồi cái này không có rồi các bạn ơi. Cái này mình đặt chắc không hết đúng kỹ thuật nó quá. Cái này không có rồi. Vậy là hai cái mà được một cái, vậy là cũng được rồi ha các bạn. Thôi, vậy là mình về cái mình làm tiếp bảy thứ này, mình đi đặt vòng vòng đây các bạn ơi. Thôi, mình chào các bạn nha.